Chào anh em, thì hôm nay mình review chiếc CL50 phiên bản new 1997 ha. Xe thì gọi là siêu đẹp, rất đẹp trên từng chi tiết, anh em khỏi phải lo cái phần xe. Thì xe này giá sưu tầm cho anh em là 130 nha. Xe đẹp cực kỳ luôn, máy móc thì khỏi phải chơi, riêng từ đầu đến đít. Rồi anh em chơi thì mua về sưu tầm, nếu mà khả năng mình tài chánh có ha. Xe này thì giá nó hơi rác á, rất đẹp, xe rất đẹp, sơn rin tất cả đều rin hết, không lai tạp ha. Phiên bản 1997, đẹp lắm anh em ơi, này là dành chạy nước biển, ghiền CL50 nha. Anh em sưu tầm thì alo số điện thoại 0978 797978, gặp anh Quang. Thì anh em mà có tầm nhìn xa thì bốc ngay con này về và sưu tầm, thời gian khoảng vài năm nữa anh em bán giá không dưới là 200 đồng. Sau vài năm tới thì những dòng xe này, xe CD mà gọi là cực kỳ VIP, siêu đẹp, siêu VIP thì không còn nhiều nữa, chỉ còn một vài chiếc thôi. Mà anh em thường khắp mọi miền Tổ quốc mà xe sưu tầm, chỉ người có cần một vài chiếc thì đâu còn xe đâu nữa. Đó là những cái nhận định là vậy ha. Thì anh em thấy hồi xưa, hồi vài ba năm trước á, những chiếc CD 50 thì giá nó đâu bao nhiêu tiền đâu, ngoài 20 triệu thôi, mà bây giờ nó lại ngoài 50 rồi, ngoài 50 triệu một chiếc CD 50 thôi đó, tăng gấp 3 lần ha, nó chỉ vài ba năm thôi. Còn CD 90 thì nó cũng tăng đột biến cỡ đó, cũng đâu có rẻ đâu. Thì những dòng xe cúp cũng vậy, vài năm trước thì nó khoảng tầm mười mấy triệu một chiếc cấp 50, còn mà cấp cối đồ mà xe đẹp đồ nó ngoài 20 hay mấy triệu thôi, giờ đâu còn giá đó, 60-70 là tìm đỏ con mắt những chiếc gọi là cối 70, chiếc 81 giờ gọi là 70 đẹp á, 81-70 mà gọi là siêu VIP đẹp á thì cũng ngoài 50, ngoài 40-50, không rẻ nữa. Xe này thì anh em không phải bàn cãi hoặc là chơi chỗ nào hết, CL50 đời 1997 bao rin tất tần tật luôn, mọi chi tiết hoàn hảo, giống như xe mà gọi là xuất xưởng ha. Sưu tầm thì làm ngay. Nói chung là cũng cảm ơn anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc đã thường xuyên theo dõi cái kênh YouTube Mê Xe Hay. Cũng xin chúc anh em một kỳ nghỉ thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Thì những dòng xe mà anh em không đủ khả năng tài chánh thì anh em xem qua những cái video mình thường xuyên up lên trên kênh YouTube Mê Xe Hay. Thì mong anh em ủng hộ và theo dõi cái kênh YouTube và thường xuyên chia sẻ, đăng ký kênh, giới thiệu bạn bè. Cũng cảm ơn anh em rất nhiều trên mọi miền Tổ quốc. Cảm ơn anh em đã ủng hộ xe trong khoảng thời gian qua. Thì khi kênh Mê Xe Hay mở và up lên những cái video mà anh em có thể xem trực tiếp trên điện thoại hoặc là trên TV, những thiết bị mà anh em kết nối qua YouTube ha.
Thì bên câu lạc bộ xe cổ Long Hòa cũng còn một số dòng xe CD 50, thì Bentley CD 50 Bentley đời 2002 giá là 58 triệu. CD Bentley 90. Thì anh em nào mà có tầm nhìn đẳng cấp á, thì sưu tầm cái xe này mình nói là tuyệt vời luôn. Còn chưa đủ thì từ từ cũng được, ngắm thôi, chứ tài chánh thì nó còn hơi đuối. Để cho những cái dòng xe này nếu mà rút ra 130 mà bà vợ bà biết được thôi, bà cạo đầu chết. Đúng không? Hơi căng á. Ví dụ mình nhà mình rủng rỉnh tài chánh thì ok, còn không nói gì, còn không rủng rỉnh tài chánh mà vợ mà nó biết được thôi xong. Bà bắt cúi xuống bà quánh thôi là đi tét đít luôn. Nói vui vậy thôi, anh em thoải mái một xíu. Nói chung thì nhắm được thì anh em làm và sưu tầm về. Còn ngoài khả năng 130 thì anh em nghiên cứu lại ha. Nói nghiên cứu đi cho nó dễ. Thì những dòng CD 125 mình vẫn còn ha. Vẫn còn giá tầm khoảng 110 triệu. Là xe cực kỳ đẹp ha. Còn xe mà hải quan, giấy hành lý hải quan á, mình còn một chiếc giấy thanh lý hải quan CD 125, đầu nó là 15, giá là 240 triệu. Và một chiếc CD đời 201 GA03 là giá giấy thanh lý hải quan luôn là giá 245 triệu. Xe bao đẹp VIP cho nên chơi. Những dòng xe mà có dọn tút sơ xíu á, thì giá ngoài 100 thôi, khoảng 130, 140 cũng có. Nhưng mà anh em thường mấy cái dòng đó thì xe về đa số là xe hải quan trong mình á, thì đa số là về anh em chia sẻ nhanh quá nên cũng không kịp để đăng lên để hỗ trợ cho anh em ở xa. Cũng mong anh em thông cảm giùm. Thì trong thời gian qua cũng cảm ơn anh em ở xa và bạn bè ở gần đã theo dõi và thường xuyên ủng hộ xe bên câu lạc bộ xe cổ Long Hòa. Cảm ơn anh em rất nhiều ha. Anh em mà sưu tầm được cái chiếc CL 50 đời 1997 này thì anh em khỏi phải bàn chỗ nào hết. Xe này thì nét giống y xe xuất xưởng mới vừa ra lò, chứ đừng có nói là xe gì, cực kỳ nét luôn. Chỉ có công tơ mét nó lên hơi cao xíu, chạy khoảng được 7.000 ha, hơn 7.000. Nhưng mà thường đa số xe bên Nhật về thì ta lại ít đi vào mùa hè thôi. Ta đi có thể đi phượt hoặc đi làm vòng vào mùa hè. Còn vào mùa đông thì đa số người dân bên đó thì ta đi xe tàu điện hoặc là xe hơi. Còn những dòng xe mà ở ngoài do không khí nó trời nó xuống âm độ nên đi lại rất là khó khăn. Thường đi vào ô tô hoặc là tàu điện hết. Anh em mà đẳng cấp thì chơi dòng này đi, lượm về và đi giao lưu cà phê hoặc là trưng bày. Xe này mua về Việt Nam trưng bày là khổ phải bàn luôn ha. Nếu anh em mà chịu trưng bày để ngắm hoặc là vào cái khu mà kiểu như anh em mà chơi để một cái chỗ ưng ý mà đến anh sưu tầm á thì quá tuyệt vời luôn. Hoặc là quán cà phê ok hết ha. Thì theo anh em thì những cái dòng xe mà
để anh em đi phượt hoặc là đi đi phượt bụi á, thì dòng CL50 hay CL90 thì anh em đi rất là tuyệt vời, bởi gầm và phượt cao vượt qua những cái chướng những ngại vật như là đầm lầy hay là cát bụi đầu núi vậy á, thì xe này thì tuyệt vời cho anh em đi dã ngoại ha. Nói chung thì nói vậy thôi, chứ dòng xe hiện tại giờ cái giá trị cao mà để đi phượt dã ngoại thì nó cũng hơi lãng phí xíu. Dòng này thì anh em mà sưu tầm đồ cổ á, về chơi xe cổ đồ ha, về chơi thì tuyệt vời hơn, để trưng bày hoặc là làm kỷ niệm sau này thì rất là hay. Nói chung thì nhu cầu của anh em thì tùy sở thích thôi. Được thì anh em có thể chơi bất cứ lúc nào, và tùy hứng bất cứ lúc nào đó, chứ không phải nhất thiết là phải về trưng bày hay là như thế nào. Nói chung là mình thấy cái xe này thì về trưng bày là tuyệt vời nhất, về trưng bày hoặc là để với chỗ quán cà phê đồ ha, để anh em ta còn có thời gian ngắm nghía, xem qua những cái chi tiết đường nét trên cái chiếc xe thì hay lắm. Giá của một con CL50 mà đời trên 1997 này á, dòng new thì ngoài 130 rồi, cũng không phải là rẻ so với những anh em mà làm công ăn lương hoặc là tài chính ta không đủ, nó cũng rất là khó. Nói chung là những anh em mà có đủ khả năng gọi là đại gia đó thì có thể sưu tầm, hoặc là đủ điều kiện có thể sưu tầm thì thật tuyệt vời, và để làm kỷ niệm hoặc là giao lưu hoặc là cà phê gì đó thì rất là ok hết. Nói chung là cảm ơn anh em rất nhiều đã xem và ủng hộ kênh Mây Xe Hay và ủng hộ xe bên câu lạc bộ xe cổ Long Hòa. Chúc anh em thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Xe này thì toàn bộ là đồ cực kỳ êm ái, giống như xe mới xuất xưởng thôi, nên mình về chơi là đúng phong cách luôn, đúng bản lĩnh luôn ha. Này các bác lớn tuổi mà đụng được cái xe này ra cà phê là khỏi chơi, khỏi bàn. Thôi chào và hẹn gặp lại anh em ở video sau. Thôi bye bye anh em, video này xin tạm dừng nha.